Yu Asakura là một nữ diễn viên phim 18 cộng Nhật Bản, một số phim của cô nàng đóng thật sự rất ấn tượng, tuy nhiên thông tin về cô là vô cùng ít ỏi. Phần cũng vì cô khá kín tiếng trong giới và lý do thứ hai là cô cũng chưa thuộc hàng sao khủng top đầu của xứ sở hoa anh đào. Tuy vậy cô cũng được giới chuyên môn đánh giá khá cao và được một số lượng fan lớn đón nhận. Như mình đã nói trước, thông tin về Yu Asakura vô cùng ít ỏi. Chúng ta chỉ có thể biết được rằng sinh nhật của cô là vào ngày 24 tháng 12 năm 1989 thuộc cung hoàng đạo Market. Nhắc tới Market là nhắc tới sự nghiêm túc và chuyên nghiệp. Những người thuộc cung Market đều sống có mục đích rõ ràng, tuân thủ quy củ, thường nhẫn nhịn và tha thứ cho người khác để hướng tới những mục đích cao đẹp. Người thuộc cung Market cũng khá dè dặt và sống nội tâm, có đôi khi hơi bốc đồng nhưng trực giác của họ khá tốt để có thể đưa ra quyết định đúng. Cô sở hữu nhóm máu O. Nhóm máu O là một nhóm máu phổ biến trên thế giới, theo thống kê có từ 37-53% dân số thế giới thuộc nhóm máu này. Nhóm máu O cũng được coi là nhóm máu cổ xưa nhất. Phản ánh lối sống của con người trong thời kỳ nguyên thủy, khi còn phải săn thú, hái lượm để sinh sống, tồn tại. Người nhóm máu O thường khá khách quan. Họ có thể xem xét vấn đề theo logic thông thường, không đưa ra nhận xét với những sự việc không xác định. Những người nhóm máu O thường thiên về tính tri thức, có thể nỗ lực tích lũy tri thức, lý luận của bản thân để tìm hiểu chân tướng sự việc, nên có thể nói rằng đây là tiếp người khá lý tính. Yu Asakura sinh ra tại Shizuoka, một tỉnh của Nhật Bản ở trung tâm bờ biển Thái Bình Dương của Honshu, là nơi có núi Phú Sĩ cao 3.776m, đỉnh núi cao nhất Nhật Bản. Trong chân núi lửa mang tính biểu tượng này là đền thờ Fujizan Hongu xanh gần cổ kính và các thác nước Shiraito và Otodome. Bản thân Fuji băng qua những con đường mòn, là một điểm đến đi bộ đường dài chính. Về phía nam, bán đảo Izu được biết đến với những bãi biển chẳng hạn như Shimoda và các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Phải nói quê hương của cô nàng xinh đẹp là một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng và mang tính biểu tượng của Nhật Bản. Số đo ba vòng của Asakura là 85, 56 và 85. Nếu vậy, cô nàng cũng sở hữu vòng eo 56cm tuyệt phẩm giống như của Ngọc Trinh, điều mà được các dân mạng Việt Nam tung hô lên mây, và vậy là cô nàng cũng sở hữu thân hình đồng hồ cắt cân chuẩn nét luôn. Bảo sao trong phim cô lại gợi cảm và cuốn hút như vậy? Mặc dù nhan sắc của Yu Asakura không phải thuộc hàng quốc sắc, nhưng với body chuẩn đồng hồ cắt, Asakura vẫn hút hồn các fan. Thực ra thì lần đầu mình biết đến cô nàng cũng là vô tình lướt qua và thấy bộ phim mà cô đóng vai một thiên thần có sắc hồng, tay cầm quyền trượng nhỏ hình ngôi sao. Với ngoại hình nhỏ nhắn và gương mặt kiêu trên poster, thật sự là đáng yêu và gây ấn tượng. Cô luôn cười khi diễn, đó có thể là một thói quen và cũng thể hiện cô là người lạc quan. Tuy nhiên, cũng có một vài anh em kỹ tính nhận xét là diễn toàn cười tức là cợt nhà, không nghiêm túc, không nhập tâm. Anh em khác lại cho rằng thế có cái hay, riêng bởi đó mới là cảm xúc chân thật. Điều được đánh giá cao trong ngành, diễn mà như không diễn mới là hay, mà tự chung lại thì chả sao cả, vẫn là kiêu phô mai que thôi. Asakura sở hữu chiều cao 1m60. Yu Asakura tham gia rất nhiều thể loại phim của ngành công nghiệp không khói và cũng được đánh giá là một trong số các diễn viên chăm chỉ nhất ngành phim 18 cộng. Cô từng chia sẻ, cô từng làm việc không nghỉ liên tục trong 24 giờ và cảm thấy kiệt sức và rã rời sau đó. Nhiều đồng nghiệp cũng trầm trồ trước lịch làm việc và thể lực khủng của cô nàng hot girl. Phải sở hữu một sức bền tuyệt vời và tinh thần trách nhiệm cao mới có thể làm việc liên tục được như vậy. Trong suy nghĩ của nhiều người, các nữ diễn phim 18 cộng ví dụ như Yua Mikami thì thường được gắn với cụm từ việc nhẹ lương cao, chẳng cần làm gì quá nhiều nhưng vẫn có danh vọng. Thu nhập ở mức siêu cao khiến nhiều người ngưỡng mộ và thèm khát. Tuy nhiên, nên nhớ rằng điều này chỉ đúng với các tên tuổi luôn luôn đứng ở top đầu bảng xếp hạng. Còn không thiếu những cô nàng mang danh hot girl vẫn ngày ngày lao động cày cuốc miệt mài để duy trì sự hiện diện của mình với các fan hâm mộ. Thậm chí, cũng không thiếu những trường hợp làm việc điên cuồng như Yu Asakura, được coi là một trong những diễn viên xinh đẹp có thâm niên, có kinh nghiệm và cũng từng được giới chuyên môn đánh giá là sở hữu vòng một ấn tượng bậc nhất của ngành phim 18 cộng. Thế nhưng theo thời gian, tên tuổi của Yu Asakura cũng đã dần dần bị lu mờ bởi các hot girl trẻ trung tiềm năng khác. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, Yu Asakura đã có tới hơn 200 tác phẩm trong sự nghiệp của mình, đồng thời vẫn duy trì tần suất một phim mỗi tháng. Và trong bộ siêu tập đồ sộ xuyên suốt thâm niên cả chục năm đóng phim ấy, Yu Asakura vẫn ấn tượng nhất đối với một ngày làm việc mà cô nàng mô tả là kinh khủng nhất kỷ lục của mình khi đóng phim, làm việc liên tục trong 24 giờ không nghỉ. Theo đó, trong suốt ngày hôm ấy, Asakura đã làm việc gần như không nghỉ ngơi phút giây nào. Được thử thách bởi mọi loại tư thế và thách thức ngay cả những đồng nghiệp nam khỏe mạnh nhất về mặt thể lực. Sau khi quay xong, Asakura mô tả cả cơ thể cô gần như kiệt sức. Cô cảm thấy đau nhức và gần như gục ngã. Chỉ riêng ngày hôm đấy, Asakura đã quay được 2 tác phẩm một cách hoàn toàn trọn vẹn. Phun tất cả các cảnh phim, điều mà gần như chẳng mấy đồng nghiệp nào làm được. Cả đoàn làm phim vô cùng thương cô gái, cũng khâm phục và kinh ngạc trước thể lực bền bỉ của cô.
Bản thân Asakura chia sẻ về cái ngày lập kỷ lục quay phim ấy, lý do được cô nàng đưa ra lại vô cùng đơn giản, vì kịch bản phim có xu hướng thiên về ma quỷ. Khá chán và nhảm nhí nên cô chỉ muốn tập trung quay cho xong nhanh nhất có thể, đồng thời vô hình chung ép cả ekip phải tập trung tối đa để cả đoàn sớm được giải thoát. Cô chia sẻ khi gặp kịch bản chán nản, cô sẽ làm tất cả để quay cho nhanh, quay bất chấp, và hậu quả của việc bất chấp đó là làm việc ròng rã liên tục 24 giờ đồng hồ. Quả là một con người cầu toàn. Thời nổi tiếng, cô nàng cũng là một trong những nữ thần rất được mến mộ với vòng một cấp D siêu đẹp của mình. Về quá trình vào nghề, Asakura chia sẻ rằng cô từng phải khổ sở giấu gia đình đi đóng phim trong quãng thời gian đầu, nhưng sau khi mọi chuyện vỡ lở và mọi người thân đều biết, cô đã nhận ra lúc đầu không quá cần thiết phải giấu, bởi vì mặc dù gia đình không ủng hộ cô đi đóng phim nhưng cũng hề tạo áp lực cho cô. Phụ huynh của Asakura cho phép cô tự do lựa chọn cuộc sống riêng của mình. Và trên hết, họ vẫn rất thương cô. Cô cảm thấy may mắn vì điều đó. Thêm một số thông tin bên lề là ở Nhật có dòng tộc Asakura, đây là một dòng tộc danh giá thuộc hàng bậc nhất Nhật Bản, là hậu duệ của hoàng tử Kusakabe, con trai của Nhật hoàng Temu. Gia tộc này thuộc dòng dõi Daimyo cùng với gia tộc Azai chống lại Oda Nobunaga vào cuối thế kỷ 16, họ bị Nobunaga đánh bại trong trận Anegawa năm 1570. Và toàn gia tộc bị hủy diệt khi lâu đài Ichizodani thất thủ 3 năm sau đó. Không biết có phải cô nàng xinh đẹp của chúng ta chính là hậu duệ của gia tộc danh giá này không? Vì mình không tìm thấy nguồn thông tin nào chính thống. Nhưng nếu thật sự là vậy thì thân thế của cô nàng không phải dạng vừa đâu.